Thưa quý vị, 10 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 21 nhãn hàng bị YouTube gắn quảng cáo trên các video clip có nội dung xấu độc, thì mới đây Bộ lại phát hiện thêm 40 nhãn hiệu khác. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trách nhiệm chính trong quảng cáo sai thuộc về YouTube với tư cách là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo phải đảm bảo khả năng quản lý để giải quyết dứt điểm trước tình trạng này. Mặc dù đã nhận được cảnh báo từ Bộ Thông tin và Truyền thông về việc YouTube cho hệ thống tự động gắn quảng cáo trên các video có nội dung xấu, vi phạm pháp luật Việt Nam, nhưng YouTube vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để bảo vệ các thương hiệu Việt. Bộ cho biết sẽ phối hợp với lực lượng an ninh và các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp đã được cảnh báo nhưng vẫn cố tình vi phạm. Với các nhãn hàng mới phát hiện, Bộ đã yêu cầu các nhãn hàng thương hiệu dừng ngay quảng cáo trong clip phản động, chống phá nhà nước và trả lời Bộ trước ngày 27 tháng 6. Đáng chú ý, trong danh sách này còn có tên của một số trường đại học lớn như là Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Trường Đại học Thương mại, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được giải trình của 15 công ty vi phạm tương tự. Toàn bộ 15 công ty này đều xác nhận sau khi nhận được thông tin từ Cục đã ngay lập tức dừng quảng cáo trên YouTube và yêu cầu YouTube rà soát không để tình trạng hiển thị quảng cáo trên các clip phản động nữa.